Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc chiến gay cấn giành suất đặc biệt giữa Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc. Trường hợp đặc biệt là trường hợp được đặt cách cho ứng viên được phép tái cử, cho đó là quá tuổi hay đã quá quy định nhiệm kỳ. Nói chung, trường hợp đặc biệt là trường hợp phá bỏ quy định trong điều lệ của Đảng Cộng sản để ưu tiên cho những lãnh đạo cao nhất. Hiện nay có 3 người đang tranh suất đặc biệt, đó là ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc là quá tuổi, quá giới hạn nhiệm kỳ, ông Trần Quốc Vượng thì quá tuổi, còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì cũng chỉ quá tuổi mà thôi. Sau hội nghị lần thứ 14, ông Nguyễn Phú Trọng đã ra ban hành quy định trường hợp đặc biệt mà ông không hề cho biết có bao nhiêu suất đặc biệt như vậy. Điều đó tạo kịch tính cho lần tranh hùng vào lần này, 15 tháng 1 năm 2021 sắp tới đây. Ông Nguyễn Phú Trọng chơi lá bài rất hiểm, bởi ông chỉ nói xem xét trường hợp đặc biệt mà không đưa ra số lượng suất tham dự bao nhiêu, bởi nếu 2 suất thì cánh cửa rộng hơn cho Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc, nhưng nếu ông ta đưa ra 1 suất thì xảy ra tranh chấp khốc liệt hơn, vì cửa cho Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng là rất hẹp. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa cho biết có bao nhiêu suất đặc biệt cho hai đối thủ trên. Nếu chỉ có 1 suất mà thông báo sớm thì có thể xảy ra kịch chiến, nhưng báo muộn thì lúc đó những đối thủ sẽ không chuẩn bị, sẽ tạo cho ông Trọng chủ động hơn trong ý đồ của ông. Cách đấy 5 năm, ông Nguyễn Phú Trọng đã thông báo 1 suất đặc biệt cho chính ông thì ai cũng biết, và lại lúc đó ông Trọng đã loại ông Dũng ở hội nghị trung ương lần thứ 12 của nhiệm kỳ 12 rồi, nên những hội nghị trung ương sau ông Trọng rất ung dung. Thế nhưng nay sát đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa biết ai là người đặc biệt và được chọn ở lại, đã làm đau đầu ông Trần Quốc Vượng lẫn ông Nguyễn Xuân Phúc. Tin tức bí mật thì đã đưa ra điều gì? Gần đến giờ ăn mới khui thùng thức ăn, lúc đó mới hấp dẫn và người giữ thùng thức ăn mới làm chủ cuộc chơi. Thùng thức ăn đó là quy định số suất đặc biệt cho tứ trụ. Ông Trọng lần này quả là cao tay, trường hợp đặc biệt nó như một tấm vé, khi ai giật lấy tấm vé này thì xem như chắc chắn ở lại Bộ Chính trị. Theo tin tức từ những nguồn của các báo chí chuyên đưa tin nội bộ, thì Bộ Chính trị do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu còn ít nhất một cuộc họp sơ bộ diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2021. Lần này không biết là Nguyễn Phú Trọng sẽ trao suất đặc biệt ra chưa. Nếu như cuộc đấu đá vào ngày đó chưa ngã ngũ, thì ngày 15 tháng 1 năm 2021 họ chiến nhau tiếp tục. Lúc đó tứ trụ được định đoạt. Cũng theo quy định chặt chẽ của Đảng, nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần đầu không quá 60 tuổi. Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 tái cử không quá 65 tuổi. Và đến giờ này, sự quan tâm đặc biệt dành cho hai trường hợp trên 65 tuổi bao gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954 và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng sinh năm 1953. Ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ mới làm Thủ tướng một nhiệm kỳ và chính phủ giai đoạn 2016-2020 được đánh giá cao trong quản trị kinh tế xã hội của Việt Nam. Còn ông Trần Quốc Vượng được giới quan sát từ 2 năm qua xem là một trong vài ứng viên hàng đầu cho chức Tổng Bí thư kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng sẽ triệu tập một cuộc họp bí mật vào ngày 9 tháng 1 để tiếp tục đấu nhau. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành quyết định số 1722 vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước của Đảng, nhưng thực tế làm theo yêu cầu của Bộ Chính trị, nơi mà ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm quyền điều hành. Quy định này nói mức độ tuyệt mật liên quan bao gồm báo cáo, tờ trình thông báo, quyết định, kết luận, công văn của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị đề án, phương án nhân sự của Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư chưa công khai. Và câu hỏi đặt ra là ai có lợi thế trong trận đấu ngày 9 tháng 1 năm 2021 này? Có thể nói thông tin về quy hoạch tứ trụ cho đến giờ vẫn kín như bưng. Danh sách ứng viên cho Bộ Chính trị đến giờ này vẫn chưa chính thức công bố mà chỉ có những tin tức bị rò rỉ ra ngoài. Trong danh sách đó không có tên ông Nguyễn Phú Trọng, làm người ta hoang mang không hiểu ông Trọng tự ém tên mình để giữ bí mật vào phút chót hay ông đã rút lui. Không có khả năng nào rõ ràng cả, mà giả sử ông Trọng rút lui thì cửa mở rất rộng cho cả ông Trần Quốc Vượng và ông Nguyễn Xuân Phúc. Lúc đó ông Trần Quốc Vượng có phần lợi thế hơn, bởi nếu ông Trọng rút thì chắc chắn ông ủng hộ ông Vượng lên chứ không phải ủng hộ ông Phúc. Ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953 là một trong những ứng cử viên tham gia tứ trụ tại đại hội lần thứ 13. Theo một số nhà quan sát thì tại đây các lãnh đạo chóp bu đã bàn về các phương án bao nhiêu trường hợp đặc biệt được giới thiệu ở lại. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khác, bác bỏ điều này.
Theo tin tức rò rỉ tại Hội nghị Trung ương 14 vào ngày 18 tháng 12 vừa qua, thì ngoài chuyện tranh giành giữa ông Vũ Đức Đam và ông Đào Ngọc Dung, thì còn có một cuộc cãi vã khác, đó là cuộc cãi vã giữa ông Trần Quốc Vượng và ông Nguyễn Xuân Phúc với quyết định có bao nhiêu suất đặc biệt. Ông Vượng và ông Phúc đòi hỏi phải có 2 suất, nhưng ý ông Trọng từ trước là chỉ có 1 suất. Kết quả là đến cuối năm 2020 mà không thể có được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, được biết trong Bộ Chính trị ở kỳ họp lần này, ủng hộ phương án chỉ một người trên 65 tuổi được ở lại khóa 13, họ vẫn đang ngả về phía ông Trọng. Đây là hình ảnh tại cuộc họp ngày 9 tháng 1 sẽ vẫn không dễ dàng giải đáp vì chẳng ai trội hơn ai. Tuy phương án 2, hai người trên 65 tuổi yếu hơn, nhưng phương án này vẫn chưa bị bác bỏ hẳn vì vẫn có một số người trong Bộ Chính trị ủng hộ. Vì thế, một cuộc họp tiếp theo của Bộ Chính trị có thể trong ngày 9 tháng 1 sẽ tiếp tục bàn và cố gắng chốt trước khi Hội nghị Trung ương 15 diễn ra. Đảng Cộng sản trước đó cũng đã công khai rằng tại Hội nghị Trung ương 15 dự kiến vào 15 tháng Giêng, Bộ Chính trị sẽ báo cáo các trường hợp đặc biệt để Trung ương quyết định giới thiệu đưa ra Đại hội 13 của Đảng. Khi đó, Bộ Chính trị sẽ xác định bao nhiêu người trên 65 tuổi được giới thiệu ở lại, họ mới có thể chốt nhân sự, giới thiệu cho các chức danh chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên lúc đó, Bộ Chính trị chịu ảnh hưởng của ông Trọng hay theo chủ ý của hai ông Vượng và Phúc. Và cũng có những người trong cuộc tiết lộ bí mật. Trả lời báo chí Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thuyết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết thêm chi tiết. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Viết Thông. Đối với các trường hợp đặc biệt, không phải chỉ có Bộ Chính trị quyết là xong, mà Bộ Chính trị trình Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Trung ương lại phải trình Đại hội để xem xét có nhất trí danh sách giới thiệu để bầu. Tinh thần này của khóa này cũng vậy, những trường hợp đặc biệt được Bộ Chính trị xem xét một cách toàn diện có thực sự đặc biệt hay không. Ông Thông nói tiếp, dù Bộ Chính trị có giới thiệu bao nhiêu người trên 65 tuổi, phương án đó vẫn phải phụ thuộc lá phiếu của Trung ương Đảng trước khi được trình ra Đại hội lần thứ 13. Việc chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược của ban lãnh đạo khóa 12 chuẩn bị cho khóa 13 được xem xét là nghiêm ngặt hơn các nhiệm kỳ lần trước. Và sau khi là trường hợp đặc biệt duy nhất trong Bộ Chính trị được bầu lại vào năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải đổi mới tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ. Đầu năm 2020, ông ban hành quy định 214 thay cho quy định 90, quy định tiêu chuẩn cho các chức danh. Như vậy, theo tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, thì số suất đặc biệt vẫn là do Ban Bí thư, mà Ban Bí thư ai nắm quyền điều khiển câu hỏi cũng được đặt ra. Chính ông Nguyễn Phú Trọng chứ không ai khác cả. Ông Trần Quốc Vượng tại Ban Bí thư vẫn chưa thể nào vượt qua cái bóng của ông Nguyễn Phú Trọng được. Đến nay, cuộc đấu đá dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2021 thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đang làm chủ cuộc chơi chứ không phải ông Vượng và ông Phúc. Và điều được đưa ra là liệu ông Vượng và ông Phúc có lật kèo tại Hội nghị Trung ương lần thứ 15 được hay không. Quy định 214 yêu cầu lãnh đạo không trục lợi và cũng không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi. Quy định này được xem như ông Trọng đang nhắm vào ông Phúc, vì ông Phúc trong 5 năm làm thủ tướng đã phạm vào các quy định như vậy rất nhiều. Lần đầu tiên, Bộ Chính trị đã thành lập một ban chỉ đạo để xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cho nhiệm kỳ 2021-2026 do chính ông Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Điều này cho thấy ông Trọng vẫn nắm đằng chui trong các trò chơi quyền lực này. Được biết, số cán bộ cấp chiến lược kỳ này được đưa vào quy hoạch cho giai đoạn năm 2021 chỉ là hơn 220 người, giảm gần 300 người so với số quy hoạch khóa trước. Được biết cũng trong 5 năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng cho chọn lọc khá kỹ lưỡng. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu yêu cầu tập trung quy hoạch nhân sự phục vụ Đại hội 13, không thể vừa quy hoạch nhân sự khóa 12, vừa quy hoạch nhân sự cho các nhiệm kỳ tiếp theo như nhiệm kỳ trước đây. Và việc chuẩn bị nhân sự lâu nay được tiến hành theo quy trình 3 bước là 2 lần trình ban thường vụ, 1 lần trình ban chấp hành, nhưng đến thời kỳ sau năm 2016, Bộ Chính trị đặt ra quy trình 5 bước bao gồm 2 lần trình ban thường vụ, 2 lần trình ban chấp hành và 1 lần lấy ý kiến cán bộ chủ chốt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc rất khó có cơ hội để lật kèo. Dự kiến Đại hội 13 sẽ diễn ra vào khoảng với 200 ủy viên ban chấp hành Trung ương khóa mới, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, số lượng bằng khóa 12. Và số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa mới dự kiến cũng như khóa 12, tức là từ 17 đến 19 người, Ban Bí thư từ 12 đến 13 người. Như vậy, qua quá trình chuẩn bị cho đại hội từ nhiều năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa bao giờ để vụt thế chủ động rời khỏi bàn tay của ông.
Trước mắt kỳ họp bất thường vào ngày 9 tháng 1 sắp tới, ông Vượng và ông Phúc có thể lật kèo loại ông Trọng hay không, chứ thực tế cho thấy ông Phúc và ông Vượng vẫn đang ở thế yếu, khó mà có thể loại bỏ ông Nguyễn Phú Trọng. Dường như ông Phúc và ông Vượng giờ đây rất mong ông Nguyễn Phú Trọng vì sức yếu mà rút lui, chỉ có như vậy thì hai ông mới có thể rộng đường chiếm ghế quyền lực số 1 Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2021 với bản tin Cuộc chiến gay cấn giành suất đặc biệt giữa Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.